Rồi, hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em một bộ nồi chuyển từ F150 sang thể loại của F210. Con nó sẽ nằm tiếp bên đây. Thấy không? Thì công dụng của nồi này được một số anh em tin dùng là về vấn đề là ngắt con nó ít bị cháy và bị ra con nó sẽ ra và cái tốc độ nhảy của nó sẽ cao hơn. Thì một bộ combo nồi thì sẽ gồm những bộ phận như thế này để anh em lên và thay thế. Thì trước tiên đây là bộ lóc nhôm ngoài chuyển đổi cho anh em. Cho anh em xài con đây thì con này thì mình sẽ một cái cây ti âm cây và một cái càng con để anh em bắt vào đây. Thì nó tùy theo cái răng mà anh em lựa chọn gần xa cho chính xác với cái nồi của mình thì mình sẽ để vô từng cái khớp phù hợp nhất. Còn hơi mới nó còn hơi bóp cho anh em đó, thì cái này vô đây anh em sẽ có một cái ra gà như vậy, khi anh em gắn vô thì anh sẽ bóp ngay đây đó. Ok, và tiếp theo đó là bộ đế nhôm nồi do anh em chuyển đổi, tại vì cái này nó sẽ bắt như thế này thì người ta đã cho anh em một cái bộ bạc đèn trà như vậy đó. Thì anh em sẽ đặt bộ một cái lông đền vô trước, một cái bạc đèn trà và kế tiếp đó là một cái lông đền nữa. Anh em sẽ để cái nút ruồi này vào đây đó, như vậy nha anh em đó. Thì anh em nó sẽ có cái này, thì cái bộ phận này nó sẽ chỗ vô đây ngay đây cho anh em đây. Đây nó sẽ ăn trực tiếp vô cái núng này, nó sọt vô ngay cái lỗ này, nó sẽ ăn trực tiếp vào cái càng như thế này. Đây đó, khi anh em bóp nồi thì nó sẽ gỉ cái đế nhôm này đi ra thì nó sẽ cắt nồi này ha. Này rồi tiếp theo là anh em sẽ có được một bộ phốt cao su, một cái ạc rô, một cái lò xo này thì nó sẽ nằm ở đây nha anh em, để anh em chọn xuống. Rồi tiếp theo là bộ đế nhôm này mình sẽ có mặt trong và mặt ngoài cho anh em luôn đó. À, mặt nhôm này vẫn là cái khuôn của F150, nhưng người ta đã chế lại cái khoanh tròn này thành cái khoanh tròn. Một là anh em xài bạc đạn vào đây, hai là anh em xài cái bạc đạn trà mà công ty đã cho anh em đó. Ok nha. Rồi bộ lò xo đi theo bộ và bộ 5 con ốc để bắt vào đây. Ok, vậy là xong nha anh em. Cái này là cái phốt dơm giống như này, và một cái khi anh em không xài giò đạp thì công ty cũng đã cho một cái ắc để anh em đóng vào đây để bít cái lỗ này lại. Thì kỹ hơn thì anh em có thể dùng keo xám để anh em ăn vào. Ok ha.